Giáo sư bốn mừng trọng thể lễ kính lòng Chúa thương xót. Thánh lễ lúc 4 giờ 30 Chúa Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018. Cha sở Mikae Lê Văn Khâm đã nhắc nhở mọi người hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót. Để qua đó mọi người có thể cảm nhận chính Chúa ban sức mạnh và luôn ở kề bên từng người. Cha Mikae dẫn chứng lòng thương xót của Chúa từ thời cựu ước qua tân ước. Và giờ đây lòng thương xót Chúa mãi ở cùng nhân loại sau thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn tín hữu đi kiệu di ảnh lòng Chúa thương xót vòng quanh nhà thờ. Chặng dừng cuối cùng phía trước tiền đường, cha Mikae ban phép lành và thánh lễ kết thúc với bài ca rất quen thuộc. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.